Cũng như toàn thể quý vị trân trọng như thế, và mình cũng cảm động quý vị dành cho gia đình, thì gia đình cũng đã có lời mời và lời cảm ơn. Và một lần nữa thì xin phép được thay mặt cho đội bạn trẻ và xin kính gửi đến bác lời kính chúc sức khỏe và kính chúc bác cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn. Tiệc mời này lưu lại những bức ảnh đẹp nhất trong kỷ niệm hôn sự của đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời